Ngày 21 tháng 10, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lại Minh Tiến, sinh năm 1993, ngụ quận 6, về tội cướp tài sản. Trước đó, rạng sáng 10 tháng 10, tài xế xe ôm công nghệ LVP đậu trước một căn nhà ở đường An Dương Vương, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để chờ đón khách thì bị Lại Minh Tiến tiếp cận, yêu cầu chở đến cầu Bà Hôm, quận Bình Tân. Trên đường đi, Tiến ngồi trên xe đã nảy sinh ý định cướp tài sản và yêu cầu ông P chở theo hướng đến phường Bình Trị Đông để gặp người quen. Khi xe chạy đến một con hẻm trên đường Tân Hòa Đông thì Tiến yêu cầu ông P dừng lại. Trong lúc tài xế P sơ ý, Tiến vật ngã ông P xuống đường để cướp lấy xe máy và nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Tiến mang chiếc xe đi cầm cố được 5 triệu đồng để mua ma túy và tiêu xài. Nạn nhân đến báo tin cho công an và lập tức công an xác định tang vật được giữ tại tiệm cầm đồ trên đường Bà Hôm, còn Tiến thì đã bỏ trốn đến tỉnh Long An. Ngày 13 tháng 10, trinh sát phát hiện Tiến ở một tiệm Internet ở tỉnh Long An và tiến hành bắt giữ di lý về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra. Qua làm việc, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tiến từng có tiền án tội cố ý gây thương tích và từng đi cai nghiện ma túy. Chiều 21 tháng 10, công an quận Bình Tân cũng đã trao trả lại chiếc xe máy bị cướp cho chủ nhân. Ông B cho biết xe mua được cách đây một năm với giá gần 40 triệu đồng.